lắp cho xe Toyota Prado đời 2010-2013. Màn hình Casca với công nghệ AHD, tấm nền IPS, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, tích hợp Wi-Fi và SIM 4G. Như các bạn có thể thấy, góc phải màn hình có biểu tượng sóng 4G ở đây. Dinh M13. Google Chrome. Bản đồ Google Maps. YouTube. Màn hình Casca Android có thể tích hợp nhiều thiết bị việc ngoại vi khác nhau như camera 360 độ, camera lùi công nghệ AHD hoặc là cảm biến Absolute Android.